Xin chào tất cả các anh em trong chương trình iGroup nhận 10 top cần có ký hiệu là pin. Chương trình iGroup này nó có là 100.000 top cần pin, nó giới hạn cho 10 người, 10.000 member nha các bạn. Hiện tại có khoảng 5.000 member, còn 5.000 member nha các bạn. Chương trình iGroup này nó sẽ phân phối vào ngày 1 tháng 2 năm 2021 nha các bạn. Còn 20 mấy ngày nữa sẽ phân phối cho mình top cần này, nó đã list trên sàn Uniswap nha các bạn. Để tham gia ngày hôm nay các bạn click phần link mô tả của mình, các bạn nhấp vào bao nhiêu gạch cùng các bạn. Các bạn đăng ký một cái tài khoản nha. Rồi các bạn bấm vào một login nha các bạn. Sau đó các bạn bấm vào một sign up nha các bạn. Khoan các bạn chờ nó dán chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào sign up Google nha các bạn. Thì nó chuyển tất cả các bạn đến Google nha các bạn. Thì các bạn chọn một cái tài khoản nha các bạn. Rồi bạn nhấp vào qua vô gạch bên cùng các bạn. Rồi sau khi các bạn logout xong các bạn mới đắp lại đây các bạn. Phan các bạn. Vậy mình như vậy là các mình đã có tài khoản các bạn. Rồi các bạn làm từng nhiệm vụ các bạn. Đầu tiên thì các bạn join vào kênh Telegram nè các bạn. Twitter thì các bạn follow vào Twitter các bạn. Facebook thì các bạn vào like các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào các bạn. Các bạn đăng ký một cái tài khoản email, điền cái địa khoản các bạn login vào email nào thì bạn điền email đó các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn mở địa chỉ với ETH nha các bạn. Địa chỉ với chocolate, miso chocolate, các bạn copy địa chỉ ETH của mình nha các bạn. Các bạn sao chép lên các bạn. Rồi đem vào cái 34 0034. Rồi tất cả các bạn bắt vào địa chỉ ETH mình vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục thì Telegram này thì các bạn mở cái Telegram bùng nữa các bạn. Các bạn bấm vào setting nữa các bạn. Thì các bạn sẽ thấy cái username mình nằm chỗ này nữa các bạn. A cộng anh 1133 thì các bạn copy cái username đó các bạn bắt vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục thì tại Twitter thì các bạn cũng mở cái trang tại Twitter của mình ra luôn nha các bạn. Các bạn sẽ nhấp vào ba chữ bên cùng nha các bạn. Các bạn sẽ thấy username mình nằm là cộng MMO của anh nha các bạn. Thì các bạn cũng bắt vào đây nha các bạn. A cộng MMO của anh nha các bạn. Rồi tiếp tục thì cái link ghép này thì mình các bạn đều nhìn mình a@mmo Ngọc Anh nha tất cả các bạn. Rồi các bạn lấy cái link ghép mình là username tại Twitter rồi bạn bấm send nha các bạn. Như vậy là video mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 10 top cần pin đến đây cũng mới kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.